Và trong cái này á, là nó có hai cái mà
Bước thứ nhất gọi là mài dao, đó là chỉ, và cào tắc gọi là quả. Mà mình để cho nước lắng cho trong thì gọi là chỉ, và gàn rồi gàn lọc tất cả các cáo bọc là quảng. Cho nên hai cái này ấy, là quý vị chỉ và quảng mà quý vị hay nghe gọi là Vipassana. Vipassana là thiền quảng đó, là cái mà nó vừa đến thiền chỉ, nhờ kết quả của thiền chỉ. Mà nếu có chỉ thì quảng không được. Nhưng mà chỉ thì làm cho lắng lại tất cả, gọi là yên lặng tất cả, cái không có khả năng đoạn trừ, thiền quảng mới là đoạn trừ. Thiền quán là nhìn nó ra, thấy nó ra và loại được nó ra. Nên hai cái này ấy, là quý vị nhớ cho là nó liên kết với nhau. Thiền trị là niềm thị lạc, nó phát sinh từ thiền tập. Khi mình ngồi ấy, mà thiền như thế này mình vui, mình hoan hỷ, nó phát sinh do thiền trị. Nhưng mà từ cái đó rồi chúng ta bắt đầu mà thấy mọi việc nó rõ ràng, nó trong sáng trong tâm ta, thì cái đó gọi là quả. Chúng ta thấy nhìn, quán là gì? Quán là nhìn một cách chi tiết, một cách chi li, một cách cụ thể, rõ ràng, tôi gọi là quán. Như vậy, dựa thiền thiền chỉ thì đưa đến thiền quán, và thiền quán đưa đến thiền chỉ. Vì vậy, cho nên mà ai nói gì mà gọi là thiền quán thì quan trọng, còn thiền chỉ quan trọng, bởi vì cứ yên lặng thôi, không tranh luận, bởi vì là quan điểm. Và tất cả những cái mà thầy nói đây, bây giờ quý vị nhận đây, sở dĩ mà kỳ này ta học có sách có vợ thì bây giờ ai thắc mắc gì thì cứ lấy hôm nay qua thì nó trộn hay nó đặt nó biết liền. Và những gì mà trích từ cái gọi là gì, từ lời Phật dạy, từ lời chư tổ, từ những thiền sư nó có thẩm quyền, chứ còn những người mà nói lăng xăng lộn xộn mình mất thì giờ để đánh đổi nhớ như nào. Và bây giờ trong cái thiền ta gọi cái thiền bậc thứ hai là cái thiền gọi là điều hòa hơi thở. Bậc thứ ba là điều hòa tâm. Mà điều hòa tâm là chúng ta có bốn cái đối cái pháp, bốn cái đối tượng để điều hòa tâm, đó thân, thọ, tâm, pháp. Quý vị dở ra cái trang thứ mấy để tôi coi thử. Dở cái cuốn đó ra. Trang 50, 59, 58, 59. Đấy. Vì vì đợt thôi nó chỉ, và trong đây quán thân là gì, trong đây là dịch định nghĩa rất rõ, con không có hả? À, quán thân, quán là niềm hay quán là quán là gì, là khi ra quán đó là nhìn, nhưng mà đó là mộ xẻ, và nhìn cái cắt từng mầm một, quán thân là cắt từng phần một, mộ xẻ từng một thân này ra để cho rõ thấy cái thất sắc thân của chúng ta, sắc thọ tưởng hành thức vốn là gì, là vô thường và nó bất tịnh. Cho nên khi mình nhìn cái vô thường bất tịnh này á, thì mình còn cái gì mà dơ bẩn, mình còn muốn ôm mình vào mình không? Khi mà quý vị nhìn cái thân thể mình dơ bẩn mà bất tịnh mà khổ nào, quý vị còn muốn nó, cái này là ta không? Cái này phải là ta, nhưng mà đó là mình đấy. Hằng ngày mình chấp cho mình khổ, bây giờ mình quán cái gì, nhìn chút rõ như vậy, đó là quán. Quán thân là nhìn, là niềm, là mộ xẻ nó ra, mộ xẻ cái thân bất tịnh này, cái thân này. Quán thọ là nhìn hay là phân tích cho rõ rằng cái những cái cảm thọ mà chúng ta sống hàng ngày. Đó là có ba thứ là gì? Thọ uống và là có thọ lạc, thọ khổ và thọ không khổ, không lạc. Và khi quý vị thấy thế này, khi mình nhìn cái thọ này thường thường mình nói cũng sao cứ khổ quá, mà mình ôm cái khổ đó lên mình, thì như vậy là mình cho cái khổ đó là có ngã. Nhưng mà khổ là do duyên sinh, cho cái khổ là vô thường, mà vô thường thì nó không phải là ta, không phải của ta. Cho nên khi nào quý cô nói ôi tôi buồn quá, cái buồn ở đây từ đâu? Cho nên ở đây mình nhìn cái thọ rất rõ ràng, nhìn cái thọ là gì, nó là vô thường, nó là duyên sinh. Cái thứ ba là quán tâm. Quán tâm cũng đang ngồi, chúng ta niệm bộ xẻ cái tâm nó ra, coi thử cái tâm thức chúng ta là đang xảy ra gì. Bây giờ quý vị đọc cái câu là gì, cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra, bộ câu đó. Nhưng mà khi mình thiền quán mình cũng đọc cái đó, mà chỉ yên lặng mình nhìn có cái tâm mình là đang thử cái tâm này. Bây giờ mình đang ngồi mình dùng tâm, có bộ đối tượng mình dùng tâm, tâm mình đang yên lặng, mình về tâm đang yên lặng.
cái tâm mình đang được khởi lên, ồ vọng động, mình được tâm vọng động, cái tâm sanh mình biến tâm. Như vậy quán tâm ở đây là gì? Theo dõi tất cả cái tâm bất thiện của chúng ta hay tâm thiện được khởi lên đó, và chúng ta không chấp thủ, chúng ta ghi nhận tâm nào rồi đến biến nó, tâm nào khởi lên xuống mình biến đó, và là theo dõi cái tâm quán tâm. Cho nên cái quán tâm là chúng ta biết ra là gì, để biết cả cái tâm thật, cái tâm chúng ta đang khởi lên những cái niềm gì, đó là niềm thiện, là niềm ác, là niềm vui, là niềm buồn, tất cả cái niềm đó là gọi là quán tâm. Còn quán pháp là gì? Chúng ta theo dõi bộ xẻ các cái các pháp, theo dõi cái tượng một cái hành động, theo dõi cái cả cái pháp mà để xem, để ví dụ như là tứ đế dương khởi và tất cả cái đó nó đều vô thường, nó chỉ đến chúng ta nó đều là vô thường. Vậy thì bốn chữ quán này bây giờ quý vị thấy chưa? Quán thân là nhìn, là bộ xẻ, là nhìn, là tư duy về nó, nó rõ, thấy được cho nó rất rõ. Quán thọ là về cảm thọ, quán tâm là về những cái khái niệm, về những cái tâm là thức mà khởi lên khởi xuống. Và quán pháp là gì? Đó là thấy về nhân khởi đó, thấy ngu quân đó, thấy các cái hành vi cử chỉ. Đó là bốn cái ta gọi là tám, bốn là bốn thuật quán. Bây giờ quý vị biết quán tâm chưa, thân chưa? Bữa nay ai mà quán thân là cái gì chưa? Cái quán thân là cái gì? Quán thọ là thẻ cái gì? Quán tâm là cái gì? Quán pháp là cái gì? Đó là bốn cái này. Bây giờ trong này là quý vị thấy chúng tôi biết rất là rõ. Với trong này quý vị về quán thân thể, chúng ta có là những loại trong này. Một là quán hơi thở, thứ hai là gì? Là quán hơi thở. Rồi qua trang bên kia vì chúng ta không có thời giờ nhiều. Quán tử oai nghi, quán tử đạt đấy, rồi quán bất tình. Như vậy ta quán thân nó có hai loại, quán cái oai nghi của mình đi đứng nằm ngồi này, đấy, quán là tử đại đất nước gió lửa này, hơi thở là cũng thuộc về thân thì nó là thân phận, và quán cái bất tình chính cái chỗ bất tình của chúng ta. Và sau này mà quán mà có cái quán pháp là pháp bất, quán bất tình là quán về sạch chết, thì cái này quý vị đặt trên việc sao việc đây tôi chỉ hướng dẫn cho quý vị. Bây giờ thứ hai cái trang 65 gọi là quán quán cảm thọ, thấy không? Về quán cảm thọ đấy gì là quán sát ghi nhận và chủ tâm từng loại cảm thọ một, đó là phụ thọ, lạc thọ, không phụ cũng lạc thọ. Cuộc sống mình nó đủ thứ như vậy, nhưng mà chỉ ôm vào trong ba cái loại thọ thôi, mà tóm tắt là chỉ có khổ là không khổ không lạc, có thêm cái là ưu thọ, và có thêm cái thì thọ, nhưng mà gom vào trong ba cái thôi, đó là khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Vậy bây giờ quý vị chúng ta sẽ là ưu thọ là thuộc về khổ thọ hay là lạc thọ? Ưu là thuộc về khổ thọ, thì thọ là thuộc về lạc thọ hay là lạc thọ? Như vậy cho nên trong này tính vì vào trong cái cuộc sống mình chỉ có ba thứ hàng ngày, có khổ cái thứ này, hoặc là khổ hoặc là lạc, hoặc là không khổ không lạc, đó là cái thọ. Và bắt đầu cái thứ ba chúng tôi chỉ làm là để cho quý vị biết là chúng ta đây lúc này quán tâm, đó là quán trạng thái của tâm, cần phải ghi nhận kịp thời mỗi loại tâm chúng ta mà khởi lên tâm khi ta ngồi thẳng ngồi thiền. Ví dụ như trong lúc ta ngồi thiền tâm ta có tham thì ta biết tâm có tham, mà tâm không tham thì biết tâm không tham. Cho nên lúc này quán lúc này là gì? Người nhìn cái tâm nó đang một cách bình thường, nhìn cái tâm cái gì khởi lên thì biết cái đó, tâm có tham thì tâm có tham, tâm không tham thì tâm không tham. Và cái này quý vị biết là không phải dễ mà quán đâu, vì mình theo được cái này là nó mà ở cái chỗ định sâu mình theo được. Cho nên quán tâm, quán cảm thọ cũng vậy, quán thân cũng vậy. Và quán thứ tư đó là quán pháp, đó là quán pháp là gì? Quán các sắc vật chất và tâm, hay là quán tâm lý và quán tinh thần. Và trong này các cái pháp vô thường, pháp mà chúng đấy để là các pháp mà quán là năm triền cái. Năm triền cái là gì? Đó là hỗn tâm, trào nổi, dục, sân, nghi. Và chúng ta có sáu căn và sáu trần, rồi bảy yếu tố là thất giảm chi, rồi tử diệu đệ, vân vân. Tất cả cái loại ai hỏi quán pháp là quán là gì thì mình biết pháp là những thứ đó, và chúng ta quán nó, hiểu chưa nào? Như vậy ở đây bốn cái đối tượng mà tôi nói với quý vị đó là thân, thọ, tâm, pháp. Và quán là gì? Quán là nhìn, là một cách cẩn thận, nhìn một cách tường tận. Quán nhìn là một cách tường tận,
chia sẻ nó để thấy từng cái thân một của nó, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Như vậy thì là quý vị đã có những cái căn bản, và quý vị về cố gắng là đặt lui đặt tới cho thầy cũng có thì giờ. Và thầy là kỳ này có cái này cho quý vị thầy rất là vui, kỳ được thầy qua thầy dạy thì cuốn sách này chưa có, cuốn sách nó hỗ trợ thầy tiếp viện. Và bây giờ cuốn này biết rồi, và thầy làm quà cho quý vị, cho nên cái này là thầy hy vọng là quý vị sẽ làm cái tài liệu để tu học. Đó là cái phần bốn cái đối tượng thân thọ tâm pháp. Bây giờ trong ngôi thiền thì chúng ta có năm cái điều, năm cái là ngắn chết chúng ta gọi là năm tiền cái. Năm tiền cái, cái là gì? Cái là ngắn chết. Tiền là gì? Là tiền phượng, nó cột chúng ta. Cái là ngắn chết, và tiền là tiền được thì cái ngắn chết ta được cái tâm giác ngộ, cho nên gọi là năm tiền cái. Và các thiền sư ở nói thế này, năm tiền cái với cái Phật quả mình nằm giữa. Cái ăn đây á, xin lỗi, cái ăn mà năm tiền cải này là ăn nằm dừa mà mình và lá cái quả Phật, cái giác ngộ. Cho nên chừng nào mà cái năm tiền cải này nó còn thì mình và giác ngộ nó còn khoảng cách xa. Chỉ cần làm sao mà năm cái tiền cải này là đồng thì giác ngộ nó ra từ mặt liền, dễ hay khó. Bây giờ mẹ rớt xuống đi, tại vì mẹ ngươi nó xuống không muộn là xuống, cho nên nó muộn là rớt cái đây khó. Ai mà nói khó là bởi vì sao? Cái năm tiền cải nó đáng yếu quá cho nên muộn là cái gì? Nó là của ta, đúng không? Nhớ không? À, lần sau đi học thì tôi cắt kẹt điện thoại, từng đem điện thoại ra, nó làm phiền. À, một cái đó là đài chúng ta nhìn mệt lắm. Cho nên bây giờ quý vị, các thiên sư nói là mình, nó có cái người bạn mình là ăn nằm giữa năm tiền cải, và cái mà cái bản thân nhất của mình là giác ngộ. Bây giờ mà khi nào làm thế nào mà làm thế nên năm tiền cải nó rơi xuống, làm thế nào cho nó rơi xuống, đừng cái gì thiền gì để đoàn để mà lặng nhiều năm tiền cải thành quả không được. À, cái thiền mà để cho năm cải nên nó lặng xuống là thiền. Thì vậy thì kéo dẫn cái thờ báo thới thở ra, bây giờ dễ hay khó? Vậy bây giờ nãy giờ quý vị mà quý vị ngồi để theo dõi hết thở vào thở ra, như vậy thì quý vị có thấy tình cảm mà nổi lên không? Có lúc có lúc không, bởi vì lúc này mà nói không có là nói là hơi vội, nó lên nó xuống, có lúc nó có lúc nó không, đúng không? Và bây giờ mình đang gọi là thiền tập, chẳng phải là thân thanh thiền, và đang thực hành thiền tập. Nhưng mà có những lúc cái tâm mình nó làm nhiều không? Có. Có những lúc không có, như vậy là những bạn đi bạn và giác ngộ lúc đó rồi đấy, mình gần giác ngộ rồi, thấy chưa? Và cho nên khi nào mà nói để làm thế nào để làm lắng nhiều nắm tiền cải thì mình dùng thiền chỉ sao mà thật, và khi lắng nhiều ở đây rồi thì lúc là đóng rồi thì mình nhìn trong được là có cái gì thì thiền quả, và cái nhìn đó gọi là cái nhìn giác ngộ cái tề quả. Bữa nay nắm rõ chưa, dễ hiểu chưa? Bữa nay nghe anh mình dốc mình thiệt liền, đúng không? Cho nên mình có cái bài bản, và quý vị biết là để có những cái này là tôi đọc không biết bao nhiêu sách, mặc dù tôi biết nó, nhưng mà để giải thích rất thật dễ hiểu về quý vị á, cho học trò tôi tức là hàng ngàn tăng ni sinh trong nước. Cuốn sách này xin mà khoe về quý tăng ni chúng là 10.000 bản đầu tiên là in phải là hết liền, bây giờ in lại 10.000 bản thứ hai thì quý vị mới có đấy. Mà cuốn sách này tôi chỉ biết mới có 2 năm 3 năm. Mà cho nên cuốn sách này nó rất là căn bản, và thậm chí có những cái tương thiền mà xin tôi, tương thiền bên ngoài mà xin tôi cũng cho, vì thực tế đó thì là cái này là của cái trung tâm Phật học mà mình cũng một người phạt mình, nhưng mà thôi ở đây cũng là tăng ni nội bộ mình đem theo mình cũng nhiều cũng sẵn. Về mặt căn bản thì là cái chướng ngại mà đứng giữa mình và sự giác ngộ, do vậy khi mà chúng ta biết rõ chúng rồi chúng ta mới vượt qua nó. Và nếu như mà chưa có vượt qua nó thì chắc chúng ta không đi vào trong được bất cứ cái tầng thiền nào cả. Vì sơ thiền là chúng ta phải làm gì? Đoàn tứ năm thiền cải và thiền thanh tứ năm thiền chỉ. Đó là sơ thiền. Vì vậy là quý vị mà nếu như muốn mà vào sơ thiền thì quý vị say goodbye với anh là gì? Ông tắm, trào tối, dục, sân, nghi. Và quý vị phải có một niềm tin thế này, khi nào mà tâm mình lắng dịu hoàn toàn và nắm thử đến con mặt, mình biết là cần định, gọi là thiền, là gì?
là gần vô tự định, định cần hành. Mà bắt đầu mà khi mà chúng ta định cái đó thì mới chỉ đó là định cần hành. Dĩ nhiên là còn những cái chi tiết sâu là gọi là những cái tâm hành rất là chi tiết, tôi không nói. Nhưng mà tôi chỉ nói để tôi nhìn nhận rằng là khi mà nắm cái này là vắng mặt là mình gọi là định cần hành, là lúc đó cái sự chủ tâm của mình bắt đầu gần vào sơ thiền. Và lúc nào nắm cái thiền chi tầm tử thì là cái tâm nó xuất hiện thì lúc đó ta đang ở sớ thiền. Cho nên hàng ngày quý vị vận mà nếu hành cái này có thể ở trong sơ thiền. Như vậy là mình chỉnh sơ thiền tức còn kè tới lúc ngài chỉnh tới lúc mấy tuổi? 9 tuổi. 9 tuổi sư cô. Trong kinh truyền thống là 9 tuổi là Đức Phật ngồi dưới gốc kế, trong lúc mọi người làm để hạ điện thì ngài ngồi bình và ngồi thiền quả, ngài ngồi thiền và lúc đó ngài chỉnh sơ thiền. Vậy bây giờ mình có tin là mình chỉnh sơ thiền được không? Thánh Đức Quỳ Viên biết thế này nè, là có nhiều người họ nghi ngờ cái hiệu quả của tôn giáo cái gì. Họ tin, họ cho tôn giáo là một cái nói theo cả cái gọi là một tôn giáo là một cái điều thuộc ngột, nó có thật chỉ làm rung một con người thôi. Nhưng à, chúng ta sẽ lấy được bằng chứng khoa để chúng ta cho thấy rằng cái sức mạnh của tâm linh không thể nói được. Ví dụ như bây giờ có cái vật gì mà vật chất mà có thể chịu đựng với cái sức nặng 1-2 ngàn độ không? Có cái gì cũng yếu hết, sắc thép đi đồ phàm nó nắm 7-5 độ chạy hết. Về mà trái tim ngài còn đứt độ 1000-4000 độ mà bây giờ vẫn còn. Vậy thì cái đó nếu như nói theo cái ngôn ngữ vật lý thì cái đó có hợp lý không? Phi lý. Mà cái đó không phải là mình xác định, mà cái đó là các nhà bảo thời đó xác định, các nhà nghiên cứu xác định. Vậy thì cái đó thì nói là cái gì? Tôi muốn nói rằng là cái đó là Đức Mô Tạc còn Đức đã nói cho thế đến này biết rằng là có một đời sống tâm linh thật sự, và người nào có nội tâm tu tập thì có cái năng lượng, tức là có sức mạnh để thể hiện cái đó. Và ngài để là đề tiên, đó là cách nói thế nhân biết rằng là đời sống tâm linh có thật và sự chứng đắc có thật, nhớ chưa nào? Đó là cái mà quý vị có niềm tin. Mà tin cái cơ sở khoa học chứ không phải tin Phật giáo là tin kiểu má mê tín. Như vậy bây giờ quý vị có muốn vô cái đào lồ giác ngộ không? Bảo tôi nghe thử, muốn không? Chắc không? Vậy thì bây giờ xin lỗi là phải làm thế nào để bút bái cái nắm cái ánh bàn này? Đó là hốn rằng, đó là táo thôi, đó là dùng, đó là sân, đó là nghỉ, được không? Bây giờ ta phải đi từng từ một. Hốn tập là gì? Táo thôi là gì? Giờ sạch ra. Vì mình nhớ cho thấy trang 72. Trang 72, lợi ích của hành thiền. Ngày hôm qua thầy nói cái lợi ích, cái phần về sức khỏe, về tâm linh, về cả nhân, để cho nó hấp dẫn quý vị với hồn hành thiền. Thầy cứ ngồi nhắm mắt qua, nó thấy cái cả, cho nên thầy đưa cái phần mà gọi gì là kèo bút, có ngọt lên cho quý vị một nữa. Bây giờ bắt đầu nè, ra cái lợi ích nè. Lợi ích này là đi vào trong tâm linh hành thiền. Thứ nhất, cái lợi ích của hành thiền là gì? Có nắm cái tâm mà ta gọi là ngủ thiền, ngủ gọi là thiền cảm, là như mình tham dục, tham mục dục ở đây là chân đa. Và các ma có nghĩa là những thứ gì mà thuộc về năm giác quan, nó liên hệ đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và nó liên hệ đến sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thì nắm cái đó nó tạo nên cái sự thích thú cho mình, sự hấp dẫn cho mình. Quý vị có bị hấp dẫn với năm thứ này không? Hằng ngày còn thứ này có mà. Hằng ngày là toàn đó là gì? Nhận chìm trong cái này đó mà. Nghe âm thanh này, ăn thì ăn cho ngon này, rồi nhìn thì nhìn cho đẹp này, người thì phải cho thơm này á, vì là phải thích thú thân rồi xúc chạm mặc đồ à, xóa xịt xóa xót gì đó chứ nói gì. Nó thích chứ còn mặc đồ gái đâu, nó phải thì mặc đâu. Và tất cả cái đó là gì? Cái đó là tạo ra cái tham dục. Dễ bỏ hay khó bỏ? Khó quá. Bây giờ bảo mình người này đừng làm cái này thì khó lắm. Nhưng mà nó đến tú đòi dạng ngồi bị chết chứ. Thằng nó mâu thuẫn. Dùng làm thì bằng cứ muốn được thù, mà giác ngộ thì cũng muốn có mặt. Thằng nó tắm chỗ bông khó cả. Thì tham dục là gì? Đó là gì? Đó là đắm ma chân đa, có nghĩa là thích thủ, quan tâm, dính mắt, bị cô cũng đợi cái thế giới gì? Nắm giác quan. Thế giới nắm giác quan. Không được cái sư liệu hàng còn cặn, còn cặn với nắm giác quan của cái thế giới này không?
sờ một mình đó. Mà hẹp ở một mình kiếm cột cái đấy đó, nhớ chưa? Và bây giờ trong này thầy có để thêm một cái từ không biết trong này có không? À, bây giờ là để thầy nói này, trong cái bây giờ chúng ta đang ngồi thì nhìn có những tiếng ồn, và tiếng ồn đó thường thường mà gây đến là mình bực mình. Ví dụ bây giờ có cái điện thoại cô này vừa được ghé mà chừng bực mình quá cô này, nhưng mà tiếng ồn đó nó cũng quấy đi mình. Nhưng mà khi mình ôm tiếng ồn vào trong tâm là chính mình đó quấy lấy cái tiếng ồn đó. Vì vậy khi ngồi thiền á, những tiếng ồn bên trong được ghi nhận thôi. Thì dùng cái điện thoại nó reo, à reo à, reo à, reo à, xong rồi gì? Đừng để ý. Thôi được đó, niềm cái đó. Mà mỗi cắn à, cắn à, cắn à, cắn à, là thôi, cắn à. Còn không là mình bực nó liền, nó thêm nào. Và ở đây là gì? Mình đừng có để dính mắc với tiếng ồn. Mình đừng để dính mắc với tất cả những cái thứ nó sẽ trong quanh. Thì tự nhiên tâm nó lắng đi. Mà khi mà mình không chạy ra đó thì cái sự chủ tâm mình nằm cái chỗ hơi thở. Còn khi mà mình chạy ra ngoài thì hơi thở quá, sự chủ tâm thành hai rồi. Do vậy, thưa quý vị, trong hành thiền, tâm quý vị đừng để dính mắc với những cái thứ mà nó xảy ra trong lúc hành thiền. Đặc biệt là tiếng ồn, đặc biệt là những cái làm cho tâm mình không tỉnh thức. Vậy, cái thứ nhất là tham dục, để chứ là tham dục là những cái thứ dục lạc làm cho thích thú, làm cho mình thể hấp dẫn bị lôi cuộc và nó không đi ngoài nắm thử. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đó là nắm thử. Buông bỏ tham dục dễ không? Khó cực kỳ. Cho nên bỏ thì bỏ từ từ. Tu là phải đi chuyển từ từ. Cho nên là tu là thay đổi những cái cách mình hành trì, cách độ mình cư xử, cái cách mình sống gọi là tu. Tu là thay đổi một cái thói quen cũ để xây dựng một thói quen mới gọi là tu. Và bộ ngày này quý thầy quý ni sư của sư cô đang thay đổi hành vi hết. Ở nhà là quý vị sẽ giờ nào đến tụng kinh lễ Phật, tụng kinh lễ Phật lên đây tôi cắt hết, tôi thay đổi cái hành vi, thay đổi sinh hoạt. Quý vị thấy không nào? Và tôi thấy quý vị dù có lo trong bộ kinh lắm nhưng mà người nào bằng tôi rồi. Nhưng mà nếu quý vị tùng thêm kinh 2 tiếng đồng hồ là quý vị về nắm sùi lỡ liền, phải không? Tôi có một ni sư, bây giờ cũng dạy học trò tôi, ni sư là tiến sĩ cũng dạy một năm bỏ qua. Hôm đó ni sư được tổ chức ra một cái khóa và lại lại một bất danh cho mẹ em lên dạy. Ngày thứ sáng thì tối lại sao có xịt hết. Tôi mà rồi thì tôi chạy ra rồi hàng sáng rồi. Tôi mà xuống mà xịu mới phải tu chứ. Và cứ như vậy là nghĩ công đức không hoài, như vậy là gì? Cái đó là quả, cái là cực đoan. Tu là phải trung đạo, làm vừa đủ thôi. Đó là tinh tấn là phải coi gì? Trung đạo. Đấy chưa? Vì vậy cho nên ở đây là quý vị tu thì chúng ta cứ từ từ, đừng có vội, đừng có gì, đừng hấp tấp mệt ngồi thiền 4 ngày mà chắc mình chưa đoạn được tham dục à. Tham cả đời thì bây giờ chỉ còn mấy 4 ngày mà đoạn tham dục à. Thấy không? Thay đổi là thay đổi thói quen là phải không? Đúng không? Có nhiều người mà tôi nói tôi bảo đảm nếu như ở nhà mà bảo ngồi như thế này, tôi bảo đảm bây giờ ở đây quý vị đang theo chúng tôi và đang theo chúng cho nên buộc lòng đi ngồi đi. Về nhà mà ai mà duy trì được ngày này một ngày một lần thôi tôi cho là quá giỏi. Hả? Không có những vị mà chuyên tôi không nói những vị mà thay đổi, những vị mà hành trì không phải là tôi không có. Thì như có những vị là họ không ngồi thiền chiến được như tôi bây giờ. Thì như có cái có một cái cách bằng tôi rồi mà có cách thứ hai mà tôi sống về cái thân vật lý và cái thân tâm lý của tôi. Cái thân tâm lý tôi phải ngồi thiền, lúc nào tôi về tôi phải ngồi thiền. Còn cái thân vật lý tôi buổi sáng ngủ dậy á, ở đây tôi hằng cần cái là ra cái mặt của dài nó mệt quá vì trong nội quý còn ngồi và tối ra mặt của dài thì chạy được mà còn cái đi chạy thì chưa cho tôi mời chùa tối là buổi sáng mà được khi tôi đi dậy là tôi chạy đến chùa 5-6 vòng rồi tôi ngồi tôi đánh cái thái cực quyền cũng phải 200-300 cái rồi bắt đầu tôi mới là dịch chân kinh. Mà không làm mà quý vị biết là cơ thể nó uể oải trở thành một thói quen, buổi sáng tôi làm buổi chiều tôi làm cho nên cơ thể tôi luôn luôn dù già cái nhưng vẫn đang làm rất bền bỉ. Đó là trở thành thói quen, nó trở thành thói quen. Nhưng mà những vị nào ngay từng kinh thể thì bây giờ bạn ngồi thiền mà thái độ tôi nói này là nguyên giả cái gì đó, nguyên giả ơi khó lắm vì thái độ một thói quen đó nói gì thiên hạ sơn hà lý dễ độ mà bạn tặng thế bạn tặng là cái gì là cái thói quen chứ
có gì đâu khác đâu. Nhưng bây giờ hy vọng là các bạn bạn này cố gắng mà dời từ từ. Dời từ từ nói gì? Dời dời tham dục. Thấy không ạ? Chúng ta bắt đầu ra phải rất khó để vượt qua tham dục, vì chúng ta đã dính mắc với cái năm cái thứ này lâu quá rồi, không thể bỏ một lúc được. Nhưng mà bây giờ chúng ta bằng cách là mỗi ngày chúng ta cố gắng 30 phút ngồi dùng thiền chỉ, thì lần lần đó cái tham dục này nó mòn dần, nó ít dần và nó lắng dần. Thưa quý vị, cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà tịch, cái giai đoạn mình ngồi để theo dõi cái thở là giai đoạn tĩnh lặng, im lặng để trở về giây phút hiện tại. Và trong lúc mà tâm mình nó tĩnh lặng như vậy thì mọi cái ý niệm về dục lạc tự nhiên nó rơi, những cái mà hướng đến mà gọi là dục, ta gọi là dục tâm á, tâm nó tìm cầu cái dục, cái tâm đó, cái tâm mà nghĩ tưởng của cái thể dục, cái dục của thể dục á, bắt đầu nó rơi rồi. Và khi mà nó rơi thì chúng ta sẽ cảm thấy bình an. Nhưng mà nếu cái dục tâm này, tức là cái suy nghĩ về cái dục này mà nó càng nhiều, thì quý vị thấy người mình mệt hết trơn, khỏe chạy rong rong mà biết rong biết mệt như vậy đó, mà cứ ngày nào rong rủi với nó. Cho nên muốn mà vượt qua nó là chúng ta phải khởi bỏ cái loại dục tâm này bằng cách là gì? Niệm hơi thở vào và niệm hơi thở ra, phải không nào? Và khi mà và trong cái thiền nó có một cái để đoạn trừ cái tham dục, đó là tổng tử thì là các tâm từ từ tôi sẽ nói. Bây giờ là 3:45, bây giờ mới dục thôi, còn là gì sân thôi, cái đó để ngày mai nhá. Và tôi dạy được bao nhiêu thì tôi dạy với quý vị để phải nghiên cứu và tìm hiểu. Nhưng bây giờ đây có đây dục gọi là trong cái năm cái tiền cải là hôn tâm trào hội dục sân và nghi. Và ở đây ta nói cái dục được, bởi vì nó là cái thứ mà nó đang còn làm chúng ta khổ nhất phải nói. Xin bây giờ chúng ta sẽ có cái thiền hành. Tôi là làm rất nguyên tắc, cái gì mà đã nói ra là phải làm, ít nhiều gì cũng phải làm, chứ không còn nói để cho nói. Cô Minh Lý khỏe chưa? Hả? Khỏe chưa? Tối nay bốc thăm mà còn bị xịu không? Thì buổi chiều ấy, chúng ta chỉ có quý vị sau 4:15 sự đề nghị tụi quý vị công phu xong rồi ra là bắt đầu là gì? Quý vị phải vệ sinh rồi đau đó là ăn chiều thì có rất là một tiếng sau là tổng kết. Thành ra tôi có mấy bữa nay tôi làm phiền tôi cũng để ý, cho nên bữa nay tôi để ý, bởi vì bây giờ mình dạy cái này một cách chi tiết như vậy là quý vị là nó rất là đó thì giờ. Nhưng mà tôi dạy một thứ thì quý vị về phải tự đọc những thứ còn lại nhé. Thì tôi không có, mình có thời gian nếu như mà khóa tu đến 10 ngày thì tôi nghĩ là rất tốt, mình có thể là chia sẻ kỹ hơn. Thôi như vậy bây giờ đó là quý vị biết là sau khi chúng ta thiền hành từ về đây xong là chúng ta đứng, chúng ta hồi của mình chúng ta trở về liêu luôn và còn đi ngồi. Bây giờ xin bắt đầu đứng dậy và chuẩn bị thiền hành. Xin dẹp tất cả. Thank you.
Thank you.